Rau rau rau, ba con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với series bình luận PK lên server cùng với em Minzy trên kênh DM Gaming này của mình. Yes, lâu lâu không nói vẫn mượt lắm, vẫn mút lắm, được không? Vẫn gọi là lút cán lắm nhỉ anh em nhỉ. Thì ngày hôm nay có một cái thông tin khá là hay, đó là ở server GAV của chúng ta ngày hôm nay đã hiện tại sorry các bạn, mình đang ở server GAV. Và có một cái thông tin khá là hay trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là sự xuất hiện của Versace. Vâng ạ, đó là sự xuất hiện của một con boss tư chất 15 tiếp theo như các bạn nhìn thấy. Đâu nhỉ? Đây, đó chính là con Vơ, đúng không? Hay chúng ta gọi con Versace đấy. Nghe thôi đã thấy hàng hiệu rồi, nhưng mà không hàng hiệu tí nào đâu các bạn. Đây là một trong con kỹ gấu anh em ạ. Kỹ gấu và bộ kill của nó thì loáng thoáng qua ở đâu đó nó giống đến tầm khoảng 70-80% so với Quy, khả năng cao nó sẽ chỉ là một con tanker mang hiệu ứng, một con tanker mang hiệu ứng mà thôi các bạn nhá. Cũng có hai lần hồi sinh, cũng có giảm sát thương các kiểu ấy. Nói chung là về cơ bản thì còn nếu anh em nào mà đã thừa tanh rồi ấy, đúng không, thì anh em không lên lấy. Và anh em nào cần đam thì cũng không nên lấy con Versace này. So với, đấy là cái bản thân mình nghĩ như vậy thôi. Còn về đánh giá, nếu mà về đánh giá chi tiết thì anh em hãy cùng chờ những anh em nào gọi là chuột bạch trước, thử nghiệm trước, mang về test trước, đúng không? Và con Versace nó bán hộp thì ngày mai, nếu mà đâu đó thì nó sẽ giao bán trong vòng tầm khoảng 1-2 ngày sắp tới thôi, là anh em có thể quyết được con Versace này ngay. Là anh em có thể test được nó là nó mạnh hay yếu ở trong PK Arena 6v6 nha anh em nhá. Rồi, quay trở lại cùng với bình luận PK Lên server của chúng ta thì ngày hôm nay ở server GAV chúng ta có một cái chế độ rất là khắm con bà lọ, nó chế độ ban tích. Và chế độ này chắc chắn là không có Versace trong này rồi, khó lắm các bạn, đúng không? Mặc dù là nó mới update chiều ngày hôm nay thôi, nhưng mà khả năng mà để mà có được Versace ở trong chế độ ban tích này là ngay chừng phải là hơi khó, trừ khi chúng ta đánh ở chế độ luyện tập thì mới có thôi. Còn chế độ ban tích này thì thằng nào ban trước thì thằng đấy cầm lợi thế nhé các bạn nhé. Đơn cử như game này là mình là kẻ bất lợi này. Mình ban sau này, đúng không? Ở đây các bạn nhìn thấy có nó ban thế này, nó lấy Elabeth thì mình lấy Axe, khó chịu nhờ. Thế vẫn còn một con tư chất 15 nữa ở đâu vậy trời, khó quá. Nghĩa là vẫn còn một con tư chất 15 nữa ở đâu vậy trời. Mẹ đừng nói là nó pick mất nhá. Thôi xong. Nó pick được tư chất 15 rồi, nó ban rồi. Chơi bời gì nữa anh em. Đây là một trong những chế độ mà thằng nào ban trước cái thằng ấy cầm quá nhiều sự lợi thế anh em ạ. Đúng không? Thôi hay đừng nói mình là chỉ có 3 tư chất 15 thôi nhỉ. Hơi khoai rồi. Kèo này là đánh kiểu gì là mình cũng chiếu dưới này anh em này. Như tấm chiếu mới chưa từng trải anh em ạ. Thật sự đây là một kèo đấu khá khó này. Kèo đấu khá khoai này. Đam thì mình nghĩ là mình đủ rồi, nhưng mà vấn đề là chỉ sợ tem bạn 2 thì chất 15 thì mình không cửa luôn các bạn. Mỗi Elizabeth đây à, với Google đây à. Thế thì kèo này vẫn chơi được nha anh em nhá. Kèo này vẫn chơi tốt nhá, kèo này vẫn chơi được. Kèo này vẫn chơi thoải mái anh em nhá. Một mình Elizabeth thôi. Kèo này vẫn mút tốt đúng không? Mẹ tôi vẫn mút được. Kèo này là tôi vẫn thổi kèn đối thủ được ngay, không có gì phải sợ cả. Vâng, đó thanh niên đến từ xe 177. Không có siêu thuật kỹ dành cho Lugo do tình huống vừa rồi. Nhưng bù lại thì có đến một cái độc chiêu khá khét đến từ vị trí của Krauser. Khá là khó chịu. Liệu Lugo bắt lé của chúng ta sẽ lao vào ai đây? Theo anh em nghĩ là Lugo bắt lé sẽ lao vào ai đây? Tôi đang phân vân, anh lao vào Ác thì buồn cười lắm. Rất may mắn đó là một tình huống mà Lugo phát huy khả năng lé mắt của mình khi mà lao vào ai nhờ? Đó là Dâu. Lao vào Dâu anh em ạ. Chất lượng đấy nhờ. Cú đá này của Ác sẽ là cú đá chất lượng này. Sẽ cướp đi cái mạng của Lugo chăng? Có cướp đi mạng của Lugo đấy các bạn. Kể cả không chí chẳng nữa thì ai à. Không những cướp đi mạng của Lugo mà lấy đi cả mạng của ai nhở, Semiloi nữa. Chúng ta có Mr. KT2 cùng với đó là Mai. Cặp đôi không liên quan mẹ gì đến nhau cả. Còn đó là cú đấm giảm độ đến từ KT2.
Mài sẽ vùi thêm một cú ong tất sát nữa. Ủa, thiêu đốt là có nhưng ác thì nói không. Chém rất lực đến từ Ukio. Đây là cú xoay như trong tròng đến từ Krauser. Cấu đi nửa cây máu của dâu. Anh vẫn sống. Tên này mình phải mang ai vào đây? Tên này mang Hinako vào à? Không, tên này các bạn hết tam rồi thì chả có lý do thì mình mang Hinako vào cả. Iako vào nếu mang Elizabeth vào à? À được, tên này vẫn mang vào được đấy nhở. Tên này mang vào được, không ngán đâu. Tên này chắc là vẫn trong tầm kiểm soát rồi em ạ. Đúng không? Vẫn trong tầm kiểm soát thôi. Ok, lo được. Kèo này tôi vẫn lo được. Chết rồi. Độc với lửa chết không ta? Chết. Ui ôi, không chết ạ. Độc với lửa dây được đâu đó tầm khoảng 9 lít máu mà thôi. Kèo này là hỏng rồi. Kèo này Elizabeth vào rồi, hỏng rồi. Kèo này Elizabeth vào rồi. Hạn chế tối đa lượng sát thương nha các bạn nhá. Kèo này là Elizabeth vào rồi. Elizabeth cùng với đó là Kula. Hai người con gái hai số phận khác nhau nhưng mà sẽ cùng chung một mục đích, đó là sẽ tận diện VNPT của mình. Điều đó liệu có xảy ra hay không? Tờ tiếp theo mình phải mang Terry vào rồi. Tờ này mình phải mang Terry vào rồi. Tờ này mình đâu có sự lựa chọn nào khác đâu. Tiếc quá không có một cái độc chiêu nào. Tiếc thế. Không có đổ một cái độc chiêu nào. Ý nó cay nghe mà. Nó cay thế. Ý nó cay thế. Không một cái độc chiêu nào à. Game bất công thế nhở. Mà lại còn đỡ đòn không chí. Ôi kêu này. Kêu này hành rồi. Ủa mày thế nhở. Khó rồi. Elizabeth nó. Ôi ôi đéo hiểu. Game bất công thế. Nghe bất công thế. Địt mẹ ba một tờn đéo đủ một cái độc chiêu nào. Địt mẹ thua bởi vì đéo có độc chiêu nữa nhé. Còn ác con linh đéo con nào có độc chiêu luôn. Má ghê bịp thật sự đấy. Thề luôn. Cày. Mẹ chúng mày đéo lên một cái độc chiêu nào luôn. Cây đéo tả được đấy, đúng đã thấy game nó lại còn lag nữa này anh em này. Kiểu này là ăn quả disconnect 3028 rồi hoặc là 3066 rồi, khả năng lỗi mạng anh em ạ. Khả năng là thế rồi. Cày thế. Mẹ. Không một cái độc chiêu nào. Mẹ game mới gục bởi vì bọn thật sự còn áp với con lìn hai con vào. Đéo thấy độc chiêu đâu, vào từ tên đầu xong đến tên 7 tên 8 xong thì đéo thấy một cái độc chiêu nào ạ. Rồi, game này là ổn chó rồi. À, 028 à, hay lỗi gì đây? Khả năng cao là 3028 anh em ạ. À, đéo phải 3028. Đéo lỗi gì cả, lỗi mạng hơi lag một tí. Và chúng ta đã thua ván game đấu đầu tiên rồi. Game đấu thứ hai sẽ là một cuộc trả thù. Đã đấu gấp đôi ở đấy chăng? Không, lại khó rồi. Lại một kèo đánh sau, lại là một kèo khó dành cho tôi rồi. Nào, chúng ta có hai tư chất 15. Đó là Psyche cùng với đó là dốc. Cấm cả Psyche và dốc rồi. Mình sẽ lấy ăn đéo đi. Mình lấy ăn đéo cho nó lấy Yori dị đi. Đúng không? Thì mình sẽ lấy hao hát. Đúng không? Nếu nó lấy Yori dị mình sẽ lấy hao hát. À lấy cười Yori à? Ê tao lấy Yori dị ngay. Sợ gì mày? Mày chê hao hát à? Mày chê hao hát này. Mày thằng này. Mày chê hao hát này. Chắc là không còn tư chất 15 thôi anh em.
Mình cấm đi 2 à? Cấm đi 2 thì cấm được single này, cấm được clutch này. Mẹ hai thằng này khó chịu nào. Bây giờ mày cấm một con hỏi chấm thì tao sẽ pick hai con hỏi chấm, đúng không? Chắc chắn nó không dám pick hỏi chấm đâu, nếu mà nó pick hỏi à nó mà ba con đi cho con hỏi chấm ấy, thì chắc chắn là nó ngu. Đấy, thằng này nó tỉnh táo một tí đấy, anh em hiểu không? Nó ban đi hai con hỏi chấm thì chắc chắn là nó ngu rồi. Đúng rồi, kèo này thì bạn cưỡng hộ. Đúng không? Kèo này giờ chỉ đắp vệ thôi. Takuma dâu cùng với đó là Kim. Ôi à! Thế thì tôi, ấy à! Lấy hết vệ của tao à? 1, 2, 3 vệ. À, con này hồn hổ. Rắn đâu nhỉ? À, không có rắn à? Lấy một con rắn đi. Đúng không? Lấy mẹ một con rắn đi cho nó chất. Nào, con sen quất hồn gì nhỉ? Mẹ con hao hát này hồn hổ rồi mà con sen quất bây giờ không nhớ nó hồn gì anh em ạ. Mẹ. Trời ạ, chơi game không bao giờ nhớ hồn nó là hồn gì ạ. Ơi. Anh em cho tôi xin một chút thời gian để tôi nghiên cứu lại hồn của con sen quất này cái. Sen hồn gì nhỉ? Mà kể cả đéo gì hồn gì thì hồn cái game này auto thắng các bạn. Đủ mẹ mày lấy cái gì ra để mà thua vậy? Lấy cái gì ra để mà thua vậy? Đúng không? Ngã ở đâu gấp đôi ở đấy thì lấy gì ra mà thua? Đúng không? Tôi cứ mặc định con sen quất hồn hổ đi. Đéo gì nữa, đánh thế cho nó. Đánh thế cho nó chất anh em ạ. Để biết nó phải hồn hổ thật hay không ấy. Rồi, không sao cả đúng không? Kèo đâu có đó, kèo đâu có đó, kèo đâu có đó. Kể cả nó là Terry chăng nữa thì tôi cũng không ngán được các bạn đúng không? Kèo đâu có đó. Kể cả nó là Terry chăng nữa thì chúng ta cũng không ngán. Rồi, tôi nhìn thấy con sen hút rồi. Hồn gì ấy ta? Ờ, chiến quy hồn rùa. Vãi. Vãi con bà lọ ạ. Nó là hồn rùa anh em ạ. Nếu phải hồn hổ ạ. Mình cứ tưởng là sen quất hồn rùa. À, cứ tưởng là sen quất hồn hổ. Hóa ra nó hồn rùa anh em ạ. Vãi. Vãi con bà hồn rùa luôn ạ. Và nói chung là hồn gì thì hồn thì nó cũng không có cửa với mình game này đâu các bạn, đúng không? Ây da. Ây da. Đánh thế thì bung sớm em ạ, đúng không? Đánh thế thì bung sớm thôi em ạ, đúng không? Cho dâu vào nhử đấy các bạn, nên là không tuyệt kỹ dâu nhá, đúng không? Mục đích của mình á, cho con dâu vào để nhử thôi, nên là mình không dùng tuyệt kỹ của dâu. Dùng tuyệt kỹ của dâu lên thì nó trâu quá, nên chúng ta chỉ cần nhử thôi là được rồi. Không cần phải đánh, anh em hiểu không? Đó, chúng ta tiếp tục lại nhử tiếp. Ui ôi, ghê quá. Đó, mục đích là chỉ để nhử thôi, cho nên là không cần phải đánh nhá. Tơn này nó có dùng tuyệt kỹ của Kyo thì nó cũng thua rồi anh ạ, đúng không? Kể cả sen vuốt chết tơn này chăng nữa thì vẫn win thôi. Đúng không? Đấy, nó bắt đầu nó tỉnh táo hơn rồi đấy. Nó không đang thì rất tiếc là mẹ mày ăn quả trí vẫn chết. Đó. Các bạn hiểu không? Hiểu ra vấn đề không? Anh em có hiểu ra vấn đề không? Đánh kiểu gì thì nó cũng thua thôi. Đấy, sẽ giật quyết chứ còn gì nữa. Đi mà kẻ Terry của mày có kế thừa ba cái hồi máu thì mày cũng quẳng với con trai à. Mày sống hộ đâu cái. Mẹ mày với cái lượng đam sát thương nó khủng bố thế kia thì sống hộ. Ok, ngã ở đâu gấp đôi ở đấy. Và đây là game đấu gấp đôi của chúng ta. Sẽ là một kèo chiến thắng nữa dành cho VNPT khai. Đối thủ của chúng ta đến từ server 12 với 1034 điểm. Mình lại là người cấm sau, à mình lại là người cấm trước, lại có một chút lợi thế nho nhỏ mà thôi. Nếu mà cấm đi Kate với cả Tengu, bắt buộc phải cấm đi rồi các bạn, mình sẽ lấy Miku về đội hình, đúng không? Bắt buộc nó sẽ phải cấm đi hai con thực chất 15 hiện hữu ở trên mắt các bạn kia, đó là Kate 2 Mia cùng với đó là Tengu. Ây à, chơi lớn vậy. Một mình Mia phải cân được full tem này nhé các bạn nhé. Một mình Mia đâu, tôi không cần nhiều, tôi nói thế cho nó vuông. Tôi nói thế cho nó vuông, một mình Mia thôi đã là quá đủ rồi. Một mình Mia là quá đủ rồi và chúng ta không cần đến con nào nữa. Thanh niên này khá liều lĩnh, khá là liều lĩnh các bạn ạ. Nghĩ là cụ có thể cân được kèo này ạ.
cân hộ tôi cái, tao cho mày hết đấy. Mia cân hết bot nha anh em nha. Tầm này thì Mia cân hết bot. Anh em cấm những con có khả năng hồi sinh lại, cấm những con như thế này đã, đúng không? Mia khả năng cân hết bot nha anh em nhá. Lấy zero đây, đúng không? Làm nào để tối ưu được cho Mia nhỉ? Có thằng Nam Led này mà không thằng nào lấy à? Vãi lọ con bà. Ở đây, làm nào tối ưu được khả năng của Mia nhỉ? Làm nào tối đa đây, sẽ là dầu sẽ tối ưu được khả năng đỡ đòn ở hàng trước nữa này. Andy hồn rắn sẽ bút cho Mia cái gì đó nữa, đúng rồi, mình nhớ là rồi, đúng không, đúng không? Tuyệt kỹ, tuyệt độc chiêu và tuyệt kỹ của Andy rắn nó sẽ bút cho Mia. Ui ôi, mình kia có giáp có cụ ạ, đù mẹ mày, coi được không sao, có cụ có giáp thì cũng không sao, kèo này vẫn cho lo được nha anh em nhá, vẫn tối ưu, vẫn tối ưu, vẫn tối ưu. Chúng ta sẽ tối ưu khả năng dành cho Mia. Đó, chúng ta sẽ tối ưu khả năng dành cho Mia nhá. Tối ưu dành cho Mia luôn. Bút hết đất dành cho Mia. Bút hết đất dành cho Mia nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ tối ưu khả năng dành cho Mia. Liệu Mia cân nổi hai con bot kia hay không? Cẳng thế nhờ, mẹ nghe chừng hơi khoai rồi. Nghe chừng hơi khoai ở đây. Nghe chừng hơi khoai lang rồi đây. Này chừng hơi khoai lang rồi đấy. Ăn bom và mồm lên tọi này. Liệu Mia có gánh được không anh nhỉ? Liệu Mia có gánh được không? Tôi đang cố tối ưu hết khả năng để cho Mia đấy. Mia phản đòn mới độc kém rồi đấy nhỉ. Ui mẹ, cụ ghê vậy. Không ổn rồi. Kèo này nghe vẻ không ổn rồi. Kèo này nghe vẻ không ổn rồi. Tanh được nữa không ta? Cũng có lên cái gì ta? Đấy, nó phải lên như thế chứ. Nào, xong con cụ đầu tiên đã. Yes, yes, yes. Đó là Mia. Chúng ta đã xong cụ đầu tiên rồi. Tôi đang tối ưu hóa khả năng của Mia đấy nhỉ. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Mẹ, bây giờ còn con giáp nữa. Bây giờ phải nhử để sập con giáp đã anh em ạ. À. Nhử để con sập con giáp phát đã. Không biết là Mia đủ lao phát rồi. Thôi xong. Thế là cụ ơi dụng bông hoa gạo rồi. Con giáp nó còn nguyên cây thế kia thì. Lấy gì chơi nó bây giờ? Con giáp nó còn nguyên cây thì chơi nó cái gì bây giờ? Ôi trời ơi, Mia sao nó yếu vậy? Rồi, còn đá nhầm người nữa anh ơi, anh giết em đi. Ôi giờ ôm bom rồi.
giờ ôm bom tự tử rồi. Giờ ôm bom tự tử rồi đâu anh em. Rồi thế là xong. À, thế là xong rồi. Cụ ơi, dùng bông. Ôi rồi, nó găm vào dê con bà dố của tôi rồi. Cửa gì mà cứu đây? Hóa giải thằng lát ra. Sau đó đấm chết nó luôn tên này. Đấy là những cái điều mà tôi nghĩ ở trong đầu. Thật sự nó quá viển vông anh em ạ. À, quý tôi. À, cay quá. Quý tôi chứ còn gì nữa. Mia không tanh nổi. Mẹ, dưới áp lực của team bạn, thật sự là Mia không thể chống nổi. Chúng ta chỉ có thể lo được cụ mà thôi. Cùng đến với game đấu tiếp theo, đó là một thanh niên đến từ server 13. Đây sẽ là kèo chít con mẹ mà hỏa. Trời ơi, không cấm đi thì chơi cái gì nữa. Bắt buộc tôi phải cấm chít hỏa đi thôi. Kèo này bắt buộc tôi phải cấm chít hỏa đi thôi. Dê con bà dố à. Cầm cái Yarit đi nhở. Cầm Terry đi. Kèo 5. Ây à. Mày à, tao cho mày hết hỏi chấm đấy. Xem nào. Xem mày có dám pick hỏi chấm nữa hay không. Đấy, sợ ngay anh em. Kiểu pick một con hỏi chấm Sida rồi. Sợ rồi, anh em hiểu không. Kiểu sợ ấy, kiểu bố này sợ đấy. Chắc chắn là như vậy rồi. Ok 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 bạn ơi. Mình khô máu với bạn ngay chứ mình sợ mẹ gì bạn. Đi mẹ bạn, để đây mình cho bạn pick đây. Bạn lấy hai con hỏi chấm đi. Mình sợ mẹ gì bạn tầm này. Bạn làm cứ như kiểu mình sợ bạn lắm ấy. Đúng không? Bạn làm cứ như kiểu là mình sợ bạn lắm ấy. Có cái gì dăm ba con hỏi chấm mình lo được. Bạn đang phân vân à? Bạn đang phân vân à? Chúng ta sẽ cần một giảm công đến từ Mai và một đam đằng sau đến từ Vai nữa. Ok, kèo này mình không sợ bạn đâu. Kèo này mình lo được. Ây da, Sen Wood đã lean ạ. Đi kèo sống thế sao nó pick vào hai con hỏi chấm ngon thế ta. Mẹ nè. Vào đúng hai con hỏi chấm ngon vừa lở. Thôi được, tôi sẽ lo thằng này. Kèo này không lo nữa thì chúng ta quýt chứ còn gì nữa. Cày thế, không có độc chiêu kìa. Cày thế, lại không có độc chiêu rồi. Đánh sao lại đây ta. Cả Sandwood cả Lin à. Khó rồi. Cả Sandwood còn cả Lin nữa này thì hơi khó cho tôi rồi. Tuần sau bắt buộc chúng ta phải lựa chọn giết Sandwood hay là giết Lin. Theo các bạn thì chúng ta nên giết con nào. Hay giết cả hai nhờ. Giết cả hai thì chúng ta cần có sự hiện diện của ai vậy. Ôi giời ơi, mày quá chó tè đi ạ. Mày quá con này chết, tù lại được. Mày quá là chết tù lại được. Vấn đề là sự hiện diện này thì chúng ta phải giết cả hai chứ còn cái đéo gì nữa. Mang Google vào thì không chắc chắn mà. Đi mẹ, đéo mang Google vào đéo được. Nếu mang Google vào thì đéo tanh được anh em ạ. Shit. Đủ mẹ kèo ạ. Thì mình không thể focus được nó đâu anh em. Anh em hiểu không? Google. Ô tiền sư trà thằng còn này. Mày giết tao rồi. Mẹ biết thế mà kệ clear hit vào. Mình sợ không giết được nó. Tờ Yodip vào giết được nó không ta. Giết được ấy nhở. Ừ nè. À không, mình sợ Terry đấm không lên trí quả đấy. Ừ. Trong game này mình hơi ngu. Quả đấy mình mang cờ Yodip vào khi là xong game ấy nhở. Mình quên mất là cầu sơ của mình còn đánh đôi ở đằng sau nữa. Thôi đi tại mọi sai lầm rồi. Đều phải trả giá à.
Đấy, mẹ, mọi sai lầm đều phải trả giá đấy anh em. Đúng không? Mọi sai lầm đều phải trả giá đấy. Mẹ này cho nó chắc. Đéo gì. Đấy, cho nó chắc cốp, đúng không? Nào. Nào. Mẹ Terry chó điên. Tôi lựa chọn chính xác trong kèo Terry vừa rồi. Đấy, trả thù thành công rồi đấy. Ok, clip này có lẽ khá là dài rồi. Mình xin phép tạm dừng lại đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip bình luận PK lên server tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho kênh DM Gaming này của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.